Đấy. Con này anh chăm nhỉ? Nó nuôi con mà vẫn lớn béo thế. Trước. Trước. Chui. Hôm nào anh làm con đực đi thi bài hát đi. Đây tháng tư này thi nó này. Anh thi con cái này à? Ừ. Con này thi thì được đạt giải chắc. Chưa. Con cái cao lô. No, con này mẹ có nhập không hả anh? Này thì đạt bài hát chắc. Vô địch bé hát. Lầm. Em biết. Chúng là nó tương đối nhuyễn lắm rồi anh nhỉ? À? Nhuyễn lắm rồi. Nếu mà đợt này mà không 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 đẻ là cho đi đợt nọ thi được rồi thoải mái anh nhỉ? Không, cái đợt vừa rồi nữa mà nó không đẻ thì nhà anh thôi. Đấy, yên. Thì bé át thì nó cũng có cái gì. Vâng, anh xin về đi em, xuống em quay lại cho con. Sợ nó cắn không? Lên xe. Dạ, anh quý cho nó cắn con quả ô tô. Lên xe. Lầm. Lầm. Đây. Đây, đàn con đây của Phan mọi người nhá. Nhìn khung bệ rất là phê luôn. Đúng như châu Âu. Chuồng. Đây, mọi người nhìn chuồng rồi. Nó cũng biết bảo vệ thật sự như này là... Đúng rồi, không phải là kiểu bảo vệ ấy thôi. Vẫn phải làm nghiêm.